Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Chiến binh Sao Vàng. Hãy cùng chúng tôi theo dõi, phân tích các tin tức bóng đá Việt Nam nổi bật. Đừng quên like video và theo dõi kênh để đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Tiên cá Ánh Viên lan tỏa niềm đam mê bơi lội cho trẻ em thành phố Hồ Chí Minh. Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên lan tỏa niềm đam mê bơi lội cho các em nhỏ khi tham gia phát động phong trào tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em năm 2023, tổ chức sáng 30 tháng 6 tại câu lạc bộ bơi lội Phú Thọ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng 30 tháng 6, tại câu lạc bộ bơi lội Phú Thọ, quận 11, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước trẻ em năm 2023. Cô gái vàng bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên là khách mời đặc biệt đến chia sẻ cùng các em nhỏ để truyền động lực và đam mê bơi lội đến mọi người. Ngay từ nhỏ, Viên đã được gia đình cho học bơi và biết bơi. Từ đó, Viên đã nỗ lực tập luyện để bơi giỏi. Viên rất muốn chia sẻ cho các bạn thật nhiều lợi ích của môn bơi lội trong cuộc sống. Viên làm được, các bạn cũng sẽ làm được. Tập bơi dễ lắm, Viên chỉ cho, Ánh Viên chia sẻ. Chương trình thu hút đông đảo các em học sinh và phụ huynh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến tham dự. Chị Lâm Thị Thanh Thảo, ngụ tại quận 4 cho biết: "Con tôi hiếu động nên việc học bơi để có kỹ năng phòng chống đuối nước là điều hết sức cần thiết. Tôi thường chở bé đi bơi để phát triển thêm chiều cao và nâng cao sức khỏe." Nhiều em nhỏ chăm chú nghe những lời chia sẻ của Nguyễn Thị Ánh Viên. Nhiều bé chưa biết hết về thành tích thi đấu đỉnh cao của Ánh Viên, nhưng các em biết cô là idol TikTok dạy bơi với khẩu hiệu "Bơi dễ lắm, Viên chỉ cho". Ánh Viên xuất hiện nhiều trên mạng xã hội với nhiều hình ảnh, đoạn ghi hình, những chia sẻ rất hữu ích bằng sự truyền cảm, cuốn hút và luôn nở nụ cười trên môi. Điều đó khiến Viên được nhiều bạn trẻ theo dõi cô trên nền tảng Facebook hay TikTok. Ánh Viên giao lưu cùng các em nhỏ, nhiều em còn bén lén khi chụp hình cùng thần tượng. Tại chương trình này, Viên có dịp được tiếp xúc với các bạn nhỏ và phổ cập bơi đến mỗi bạn. Viên thực sự rất mong muốn đóng góp sức mình nhiều hơn để giảm thiểu được những tai nạn đuối nước thương tâm thường xảy ra tại Việt Nam, Ánh Viên chia sẻ. Ánh Viên được các em nhỏ vây chặt để xin chữ ký và chụp hình chung. Mặc dù khá đông các em quay, nhưng cô vẫn chiều lòng ký tên và chụp ảnh với các bạn nhỏ với sự gần gũi thoải mái. Bên cạnh sự nghiệp bơi lẫy lừng, Ánh Viên còn mang tâm huyết của mình để truyền cảm hứng bơi lội đến với mọi người, đặc biệt là trẻ em. Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Ánh Viên là một kình ngư giỏi của môn bơi, đã đoạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu của khu vực, châu lục, thế giới và là thần tượng của nhiều trẻ em tại Việt Nam. Vì thế, việc Ánh Viên tham gia tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng bơi lội, hứa hẹn thu hút rất nhiều trẻ em quan tâm, chú ý và tham gia tập luyện. Sự ảnh hưởng của Ánh Viên là rất lớn, mang đến sức lan tỏa cho chương trình, để góp phần vào việc bơi an toàn, phòng chống đuối nước, đặc biệt là ở trẻ em.